Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4sao.com. Vừa rồi bên fanpage Mắt Biếc lại post một cái poster thứ hai khá là đẹp. Poster thứ nhất thì mình có làm cái video rồi, anh em có thể coi trên fanpage của mình nhé. Còn đây là poster thứ hai thì mình cũng bắt chước mình làm một lần rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta làm được cái style giống như cái poster của Mắt Biếc. Thì trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, đừng quên kéo dấu xíu, nhấn nút subscribe và đăng ký, nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình làm trong tương lai. Và ok, bây giờ mình vô video thôi. Rồi stock này thì mình mượn của bạn là Kiên KK, và stock thứ hai là cái cảnh ở dưới thì của một nhóm photographer, thì mình không biết tên người chụp này là gì, thì nếu như ai là chủ của bức này thì hãy comment phía dưới để mình cập nhật thêm nhé. Thì đây các bạn thể thấy chúng ta có một số cái layer khá là cơ bản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, mình sẽ không lưu cái video này, mình sẽ don't save, mạnh dạn bấm delete và mình sẽ làm lại từ đầu cho anh em ha. Rồi, stop thì mình sẽ để ở phía dưới phần description, phần mô tả như là phần comment, em click vô nó sẽ đẩy anh em qua bên Messenger. Thì nếu như nó yêu cầu đăng nhập thì anh em cứ đăng nhập, không sao đâu, thể của Facebook thôi. Rồi thì mình sẽ mở những cái stock mà mình cần ra. Đầu tiên là stock người và stock cảnh, thì đầu tiên mình sẽ lấy cái stock cảnh trước nhé. Rồi, khá là đơn giản thôi, ở đây chủ yếu là mình cắt ghép và mình xử lý một số thứ. Thì ở đây mình cũng có xử lý cái DNG này rồi, anh em có thể thấy này. Mình bao gồm cái những cái như sau là cái điều chỉnh ha. Đâu rồi, quay lại đây. Stop này thì mình cũng có điều chỉnh cái file DNG rồi, thì nếu như anh em về thì cũng sẽ thấy nó có một chút xíu như vậy luôn. Đầu tiên là có thể là mình sẽ giảm bớt, mình xử lý thêm chút xíu, mình sẽ giảm bớt cái exposure đi. Sau đó anh em có thể thấy là cái phần lúa của mình đang sáng hơn so với lại chủ cái subject ở đây, cho nên là mình sử dụng cái công cụ là gradient filler này. Mình sẽ giảm exposure, giảm contrast, giảm exposure luôn. Có thể là texture và clarity mình thay đổi chút xíu như thế này. Đó, kiểu thế. Mình kéo nhẹ lên thì anh em sẽ thấy mà nó sẽ tối cái phần dưới này đi. Mình để cao lên chút xíu. Đó, kiểu thế. Rồi. Thì là ok. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái hình tròn ha, radial filter. Ở đây thì mình sẽ tăng sáng cái subject của mình lên. Là có thể là cô dâu chú rể, có thể là một couple các bạn là thuê chụp hoặc là khách hàng của các bạn chẳng hạn vậy đó. Và thế là mình cảm thấy nó khá là ổn rồi, và mình open image, mình mở cái hình này lên. Rồi, công việc của chúng ta thì hồi nãy giờ mình xử lý về phần ánh sáng thì mình nghĩ là ok rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái crop, mình sẽ để kích thước là tỷ lệ là 20-30, để lỡ mà các bạn in ra cho khách hàng của các bạn chẳng hạn vậy thì 20-30 là một tỷ lệ khá là ok, và hầu như là chỗ nào cũng sẽ có cho in cái tỷ lệ như vậy cả. Đó, thì mình kéo mở rộng lên như thế này. Tỷ lệ thì các bạn có thể chọn cái tỷ lệ ngay đây ha, hoặc là có thể mặc định nó sẽ để là ratio thì các bạn để là 20-30 vậy thôi. Rồi, kéo lên thì ở đây mình sẽ thay đổi làm sao để các bạn cảm thấy nó khá là ok, bởi vì ở phía dưới này có thể là mình để những cái credit, lại khá là những cái dòng trạng thái là cameraman là ai, đạo diễn là ai cả thế, các bạn có thể điền tên các bạn vô. Rồi, mình sẽ mở rộng ra để làm sao cái cây của mình nó đặt ngay vào cái vị trí 1 phần 3 kiểu này, tập trung nhiều nhất mà, và mình sẽ enter cái thì mình sẽ mở rộng ra ha. Rồi, công việc của chúng ta sẽ phải tách cái nền ra, bởi vì mình muốn thay đổi cái bầu trời. Các bạn có thể thấy là ở bên cái hình gốc của người ta nè, bầu trời rất là gọn gàng ha, nó rất là gọn gàng, cho nên là mình cũng sẽ thay đổi cái bầu trời cho nó gọn gàng như vậy thôi. Ở bên hình của mình thì bầu trời nó đang lẫn lộn nhiều mây quá, cho nên là mình muốn tách ra. Tách thì đây các bạn có thể thấy chúng ta có khá là nhiều lớp ha, một lớp lúa này, lớp người và lớp cây, trong đó lớp cây là khó nhất, thì tí nữa mình sẽ xử lý sau. Đầu tiên thì mình sẽ tách cái lớp ở phía dưới cùng ra đã. Mình sẽ sử dụng lasso tool, mình kéo thẳng vào vậy thôi, cũng chẳng có gì gọi là phức tạp cả đó, kéo thế rồi đưa qua đưa qua đưa qua. Rồi, click chuột phải chọn feeder. Feeder thì mình sẽ để nhỏ nhỏ thôi, 5 chẳng hạn vậy, 5 pixel. Rồi Ctrl J lên, phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó. Đại khái là mình đang có một cái vùng chọn, mình bấm Ctrl J thì từ cái vùng chọn đó nó sẽ tạo cái layer mới bao gồm ở trong cái vùng chọn thôi ha. Rồi, tiếp theo là vùng người. Đây mình đang có cái phần này rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt thêm người, sau cắt thêm cây thì các bạn sẽ thấy là hình của ta nó sẽ gọn gàng như này. Ok, hiểu ý rồi đúng không? Khá là dễ thôi mà. Mình sẽ quay trở lại layer không là layer background, mình sẽ chọn người. Đó, mình sẽ chọn đại như vậy thôi. Sau đó mình sẽ sử dụng lasso tool để mình chọn lại. Đây.
sử dụng polygonal lasso tool đi, đè phím shift để mình chọn thêm. Đó, tới đây thôi, chủ yếu là tới đây thôi, tại vì tí nữa là phần này thì nó có cái layer ở dưới rồi. Đó, kiểu thế, thì mình sẽ chọn tiếp ở phần chén của người mẫu. Ok, tiếp, phần này thì mình sẽ đè phím Alt+Tab, Alt+Tab, Alt đó, phím Alt+Tab, bạn nhiều bạn không biết là phím Alt+Tab là phím nào. Mình cũng không biết là đọc như vậy đúng hay không, Alt+Tab ha, hay là Alt, hay là Alt+Tab, Alt+Tab hay là cái gì đó, mình không biết. Ok, rồi mình sử dụng và tiếp tục là Polygonal Lasso Tool, thì mình sẽ đè phím Shift, đè phím Alt+Tab. Thì đại khái các bạn thấy dấu trừ này, thì mình sẽ bỏ bớt cái nền ở trong này đi. Đó, để chúng ta chỉ lấy cái phần người thôi. Ok. Còn cái phần background nhà cửa như này nó kém sang quá thì mình sẽ không lấy. Tất nhiên là nếu được thì các bạn hãy rủ mẫu của mình đi chụp những cái concept kiểu như này. Nó cũng khá là dễ thôi mà. Về khu đồng quê ở đấy như ở thành phố Hồ Chí Minh thì ra khu quận 9 đây. Đó, rồi. Đứng bên cạnh cái cây chụp, nhớ chụp raw. Rồi, mình cũng sẽ bấm chuột phải chọn feeder và mình sẽ để là khoảng cỡ 2 pixel kiểu thế, như gọn nhàng thôi tại nhỏ mà. Cần chôn chay lên phát nữa. Sẽ để lên trên thì đây sẽ là background ruộng lúa nè. Ruộng lúa, này là background người. Người mẫu đi ha, người mẫu. Rồi, bây giờ tới cái cây này. Cái cây thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật là mình sẽ sử dụng cái channel để mình tách lớp này ra. Mình sẽ quay trở lại cái layer không ha, layer không này. Mình qua channel. Mình sẽ chọn cái channel nào các bạn thấy nó có cái độ contrast cao nhất đây. Thì cái cách của mình nó sẽ là mình sẽ chọn trắng đen như thế này, các bạn đã thấy, thì lúc đó mình sẽ chọn vào vùng màu trắng hoặc là vùng màu đen. Thì vùng màu đen chính là vùng cái cây, đơn giản vậy thôi, nó dễ đúng không? Thì mình sẽ Ctrl A cái cây này lại ha, Ctrl A, sau đó mình Ctrl C mình copy ha, sau đó mình quay lại RGB để nó bật hết lên, quay trở lại layer, tạo một layer mới, Ctrl Shift N đó, và mình paste cái hình trắng đen của mình vào đây. Đó, đại khái là nó khá là đơn giản đúng không? Mình qua bên kia mình tìm cái channel nào mà cái cây nó đen nhất và cái nền trời nó trắng nhất, thì lúc đó mình sẽ tạo vùng chọn cho cái cây này. Các bạn chỉ cần để ý cái cây thôi, những cái khác các bạn không cần quan tâm. Rồi, để cho nó dễ hơn, các bạn thể thấy là những cái vùng lá trên này nó vẫn có màu trắng này. Đó, thì mình sẽ tăng contrast của cái hình này lên, Ctrl L, L cao đó, Ctrl L. Sau đó các bạn kéo kiểu gì đó để cho cái nền trời thì nó màu trắng, còn cái vùng cây thì nó lại màu tối, đơn giản vậy thôi. Rồi, kéo vô tí xíu nữa đi. Vô. Đó. Mình thấy vậy khá là ổn. Có thể coi vậy được chưa? Ok, tầm này đi. Tầm này ha. Rồi. Ở những khu vực này thì giống như là những cái lá vậy đó, thì mình sẽ sử dụng brush màu đen luôn đi. Dùng brush màu đen này bôi thẳng vào trong này để mình lấy những cái chi tiết của những cái lá, như là bôi một ít thôi để nó không có bị gọi là lấp vào cả những cái khu vực mà không phải là lá cây, có thể là những cái khoảng trống ở dưới cây chẳng hạn vậy. Đó, ok vậy đi ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng là select nè, vào menu select ha và chọn là color range. Color range thì mình sẽ click vào trong phần này cái cây. Các bạn thể thấy là vùng màu trắng là vùng mình đang chọn, vùng màu đen là vùng mình không chọn đó. Mình có thể tăng fuzziness lên chút xíu và mình cảm thấy vậy là ok, mình ok. Đó, thì chúng ta sẽ có cái cây đúng không? Thì bây giờ thay vì mình cần chọn chảy đây, mình sẽ tắt này đi. Các bạn sẽ thấy là bây giờ mình đang chọn vùng cây này nè. Chuyển qua layer không ha. Cái vùng chọn của mình thì nó vẫn sẽ còn. Sau đó các bạn sẽ chuyển qua layer không này, bấm Ctrl J lên phát nữa. Thì đây chính là cái cây của chúng ta. Đó, đây nè, cái cây này mình sẽ tắt hết những cái này đi thì các bạn sẽ thấy cái cây của chúng ta này ha. Đơn giản là mình cần cái cây, đơn giản thế thôi. Còn lại thì mình không quan tâm lắm ha. Rồi. Nó còn hơi màu xanh trong này thì kệ nó đi, chẳng có sao đâu. Rồi, tiếp theo nữa là ở trong cái phần layer cái cây này các bạn thấy nó đang dính thêm tùm lum nữa. Thì mình không cần, mình cần những cái cảnh khác thôi, cho nên là mình sẽ dùng cái đây rồi, mình quay trở lại hình cái cây nhá. Cái cây, đó, cái cây này. Tạo cái layer mask ở đây, các bạn thể chọn ngay phía dưới này hoặc là vào layer, layer mask chúng ta có không? Đâu rồi, đây layer mask đây, và chọn new layer mask thôi. Ví dụ như là mình chọn đâu rồi, mình back lại coi, delete nè. Layer mình chưa có tạo, bây giờ nhiều khi bạn để ở dưới đấy bạn không thấy vector mask layer mask.
Đây, chọn review on thì nó sẽ tạo ra ok rồi rồi. Tại vì thông thường là mình click ở dưới này thì nó nhanh hơn ha, ngay phía dưới này. Đó. Rồi, thì ở trong cái layer mask này á, thì mình sẽ sử dụng cái brush màu đen. Mình sẽ bôi nhẹ ở đây nhưng mà mình sẽ giữ lại cái phần những cái cây ở phía xa xa này ha. Mình sẽ sử dụng brush màu đen như này, mình để xa xa ra tí, mình bôi nhẹ đi. Ít ít thôi, có tí vùng chuyển cũng chẳng có vấn đề gì, tại vì những cái cây ở xa thì nó mờ chút xíu thì cũng không có vấn đề gì ha. Thì đây mình đang để là hardness là 0% nè. Và mình bôi nhẹ khu vực ngoài này. Đó, click kéo thôi. Cũng chẳng có gì gọi là phức tạp lắm. Phần người này các bạn có thể bôi vô bởi vì nó đang nằm ở layer layer khác ha. Phần người đang nằm ở layer khác cho nên là nó sẽ không sao cả. Để đây là mình sẽ đó, lấp qua chút xíu. Ok. Ở đây thì mình sẽ xóa luôn cái cây này chẳng hạn vậy. Các bạn không cần phải kỹ quá đâu. Thực tế là để cái này thì nó cũng chẳng có vấn đề gì gọi là khó khăn cả. Đó, thì mình có thể chọn Polygonal Lasso Tool và mình sẽ bôi vào đây để mình chọn cái vùng chọn này thôi. Đó, mình sẽ sử dụng cái brush nè, đó, bôi nhẹ thế này. Đó. Tiếp tục bên này. Phần người thì mình sẽ bôi luôn bởi vì bây giờ mình sẽ xử lý một chút xíu. Đó, tương đối, vậy là được rồi. Người ta cũng sẽ không có xăm soi qua cái hình của các bạn đâu. Cho nên là đừng lo quá, vấn đề là nó bị lộ hay là như nào đấy, chẳng sao đâu. Ok ha. Rồi, thì đây mình sẽ sử dụng cái brush. Click lại vào trong cái phần cái cây này. Click lại vào đây ha. Mình sẽ sử dụng cái công cụ là Clone Stamp Tool. Clone Stamp Tool. Phóng to lên chút xíu. Đây, size thì mình sẽ để lớn lên chút xíu. Kiểu này, đó, ok, cỡ này đi. Mình sẽ click vào cái short clone sword. Nếu các bạn không thấy thì các bạn sẽ vào window chọn clone sword đây. Clone sword này. Đó, mình sẽ các bạn click vào cái phần lật ngược này nhé. Và mình sẽ sử dụng cái brush của chúng ta bôi vào đây. Mình sẽ đổi qua đây. Đó, bôi ngược lại để mình khử cái phần người này đi. Một chút xíu thôi cũng không vấn đề gì đâu, nó không như mình nói đó, nó chẳng lộ được đâu, cho nên là anh em đừng lo. Rồi, có thể là cái phần phía trên này mình cũng sẽ xóa luôn. Mình sẽ sử dụng Polygonal Lasso Tool. Mình quay trở lại cái cây. Đừng dính với cái cây. Đó, kiểu thế. Rồi, quay trở lại cái brush. Quay trở lại layer mask. Phóng to cái brush lên chút xíu. Và mình bôi bôi nhẹ từ ngoài vô. Thì nó sẽ xử lý ấy cái phần hết. Rồi. Khá là ổn đúng không? Đây còn một cô đang làm này nữa. Mình sẽ quay trở lại layer sử dụng clone. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái lật ngược này đi nhé để cho nó cùng hướng. Và mình sẽ sử dụng cái brush của chúng ta đó, dùng cái clone tool chứ. Clone tool và mình sẽ xóa những cái chi tiết thừa đi, cái xe đạp này nọ. Tất nhiên là những cái này nếu như các bạn nào chụp concept thì các bạn có thể đem một cái xe đạp đi cho cô dâu chú rể ngồi lên chẳng hạn vậy, nhìn nó cũng sẽ rất là ok. Rồi, khá là ổn đúng không? Thì tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái layer bầu trời của chúng ta. Đâu rồi? Đây layer bầu trời đây. Mình sẽ click chuột phải chọn là Open with Photoshop để mình mở cái bầu trời này lên. Đây, Photoshop mình sử dụng CC 2019 nếu bạn nào thắc mắc ha. Rồi. Chờ tí cho nó xử lý, chờ tí. Đây camera. Rồi, mình sẽ lật cái này lại, các bạn thể click lên đây để lật lại đó. Rồi, ở đây mình sẽ tăng sáng chút xíu. Tăng contrast, giảm highlight đi. Để mà cái bầu trời của chúng ta nó dễ nhìn chút xíu. Rồi temperature thì mình sẽ tăng lên để cho nó đó, nó nổi lên kiểu này này. Đó nó có cái phần màu vàng á. Mình thích cái phần màu vàng đó. Tăng vibrance lên chút xíu để chúng ta dễ xử lý và click open. Rồi, ở đây thì khá là dễ thôi, chúng ta sẽ lôi nguyên cái hình này, bỏ qua bên phần hình của chúng ta. Nhìn để ở dưới cái này ha, để cho cái đây là những cái mà nãy giờ chúng ta cắt này thì mình sẽ để ở dưới cùng ha. Để dưới cùng. Sau đó các bạn sẽ bấm Ctrl T hoặc vào Edit chọn Free Transform thì nó cũng sẽ ra y chang. Đây mình sẽ xoay nhẹ lại xíu đảo thẻ tí rồi phóng to lên kiểu thế. Để mình phóng to lên xíu thì mình nghĩ để đây khá là ok này. Đó, khá ổn ha, khá ổn, Enter thôi. Rồi, tạm ổn. Các bạn có thể thấy là những cái phần xa xa thì nó cũng trở nên rất là bình thường, nó không có bị gọi là lố quá. Rồi, để cho nó đẹp hơn chút xíu thì mình sẽ vào Filter. Blur, Gaussian Blur mình đang vẫn đang ở layer bầu trời nhé. Mình tăng blur lên chút xíu để cho cái nền trời của ta nó nhẹ nhàng đi, nó không có bị gọi là nó sắc nét quá ha. Vậy ok. Đó. Cảm thấy vậy là ok rồi nè.
mình có thể đặt tên là bầu trời chẳng hạn vậy. Chơi kiểu thế ơi, bởi vì đây là một cái project khá là lớn nên mình sẽ cần save cái này lại trước ha. Mắt biếc, poster chẳng hạn vậy đó, và click save. Lưu thường xuyên trong cái lúc mà mình làm, để lỡ mà nó có vấn đề gì thì mình còn xử lý kịp. Ok ha. Rồi sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ tạo ra những cái phần đốm sáng. Anh em có thể để ý cái phần đó, cái phần này xử lý về cái phần màu sắc của chúng ta nhé. Màu sắc thì ở này người ta làm ở cái trình độ khá là cao thì chúng ta hơi khó để làm được như vậy, nhưng mà mình có thể làm sơ sơ. Ok ha. Rồi mình sẽ quay trở lại phần bầu trời này, sử dụng một cái brush màu vàng đi. Ví dụ các bạn thích xa xa chút xíu, mình có thể để màu vàng cao cao như vậy này. Brush này thì mình sẽ để hardness là 0%, phóng to như thế nào thì tùy, nhưng mình nghĩ là như vậy là ok rồi ha. Mình sẽ tạo một layer mới, Control Shift N, Enter cái ha. Mình có layer này, mình sẽ click một phát và mình sẽ Control T, và bây giờ mình sẽ phóng to cái layer này lên. Đó, mình đang để ở dưới cái đang để ở dưới cái layer ruộng lúa nhé. Các bạn có thể để ý những cái vị trí khác cũng được, không vấn đề gì, để một số cái vị trí khác cũng được. Mình sẽ phóng to ra hơn nữa kiểu thế, ra hơn nữa. Ok, tầm này đi ha. Mình sẽ để là screen opacity vài khá ổn nào, mình nhân đôi lên cái nữa coi. Chưa ổn lắm, chưa ổn lắm. Mình sẽ Ctrl U để mình thay đổi cái màu lại, chuyển con nó hơi cam saturation lên một chút xíu để tăng cái saturation lên đó. Vậy là ok này. Rồi nhân đôi lên cái nữa ha, và bây giờ mình sẽ để lên trên hết những cái chi tiết của mình luôn ha. Mình để lên trên đầu luôn, và mình Ctrl T này. Mình sẽ gom gọn gọn cái này lại để nó không có bị gọi là lố quá đó. Tầm này đi, rồi tầm này đi, khá là ổn này ha. Rồi mình có thể bấm Ctrl T phóng to lên chút xíu để mình kéo dài ra. Rồi các bạn có thể để ý là cái phần sáng của ta nó sáng quá, đang là sáng quá này. Mình có thể giảm opacity đi chút xíu, tuy nhiên mình muốn vẫn muốn lấy cái contrast lại thì mình sẽ bấm chuột phải và chọn là blending option, hoặc là các bạn click đôi vào layer này ha, click đôi vào layer này. Mình sẽ đưa qua đây chút xíu để cho các bạn dễ thấy. Rồi ở đây thì các bạn sẽ để ý cái phần blend if ha, blend if. Ở đây thì mình sẽ đưa cái này lên chút xíu thì để anh em dễ hình dung đó. Khi các bạn kéo cái phần underlying layer lên á thì cái phần sáng này nó sẽ chừa lại những phần tối ở những cái layer ở dưới ha. Mình sẽ kéo sáng lên chút xíu. Rồi bây giờ các bạn sẽ đè phím alternate hoặc là phím option ở trên Mac á, thì mình sẽ click và kéo dài này ra thì các bạn sẽ thấy là cái hình của ta nó sẽ bị thay đổi kiểu như này đó, nó sẽ không có ảnh hưởng vô cái phần tối của chúng ta ha. Có thể là mình kéo dài ra chút xíu để cho nó đẹp hơn. Rồi click ok. Thì đây mình đang để normal có lẽ là đẹp hơn đi. Mình sẽ giảm opacity đi chút xíu. Rồi anh em thấy thế nào? Khá ổn đúng không? Nhưng là cái phần chi tiết này nó khá là nhỏ nên nó không có vấn đề gì, nếu như mà tất nhiên anh em có thể cắt ghép nó chi tiết nhiều hơn. Còn đây là mình đang hướng dẫn thì mình làm gọn gàng nhanh chóng chút xíu ha. Hơi biện hộ thì anh em thông cảm. Rồi sau khi xong rồi ha thì mình sẽ tiếp tục mình làm một cái lớp gọi là ám màu kem lên đây để cho nhìn cho nó hài hòa với lại cái phần cái phần màu sắc của ông ta, cái phần ánh sáng của ông ta. Mình sẽ sử dụng công cụ là photo filter đi, photo filter. Ở đây thì mình sẽ chọn là warm filter, các bạn có thể chọn bất kỳ cái nào cũng được. Như đây mình sẽ sử dụng là warm filter mặc định đi ha. Density có thể tăng giảm như thế nào đấy cho nó phù hợp, như mình thì mình có thể là để hơi lên tí xíu. Rồi đó tầm này đó, các bạn có thể bật tắt để các bạn để ý cái phần ở dưới thôi ha. Các bạn để ý phần ở dưới này nó sẽ hơi ám màu cam, nó sẽ phù hợp hơn. Rồi giờ các bạn sẽ qua bên này, các bạn thể ý là nó đang ảnh hưởng luôn cả lên cái phần bầu trời của mình không muốn thế, mình muốn ảnh hưởng phần dưới thôi. Mình sẽ qua bên phần layer mask này, sử dụng một cái layer mask màu đen cho tới trong suốt, màu đen cho tới trong suốt nha. Ở đây các bạn thể click vào cái thứ hai này, click đôi vào đây ha, click đôi vào đây, chọn cái này, chọn màu đen, click ok. Nhớ chọn cái phần gradient của chúng ta là cái này nha, còn như cái này là hình tròn đó, còn như thế này là nó theo ngang vệt ngang. Rồi kéo từ trên xuống đó để nó sẽ chỉ ảnh hưởng vô cái phần phía dưới thôi, ok chưa. Ở đây có thể thấy cái phần màu trắng á, là cái phần ảnh hưởng của chúng ta đó, thì có và chưa có này. Đây đây là cái vùng ảnh hưởng của cái layer mask của chúng ta này
ha, thì nó khá là ok rồi đúng không? Tiếp theo có thể là mình sẽ làm một cái gradient map đi để cho nó ám màu nhiều hơn chút xíu, để tí nữa mình đổi cái màu xanh lá cây ở trên phần bầu trời thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đầu tiên là gradient map nè, đâu rồi, mình quay trở lại cho anh em dễ hình dung, hồi nãy mình làm hơi nhanh. Các bạn tạo cái layer mask, ơi nhầm, tạo một cái adjustment layer, có thể vào layer này, new adjustment layer, và các bạn chọn là gradient map ha, gradient map. Rồi. Click ok. Thì mình sẽ có cái gradient map như này. Click vào đây cái. Thì bên này các bạn sẽ sử dụng là phần phía bên tay trái của chúng ta nó sẽ là cái màu ám và vùng shadow là vùng tối. Còn bên phải của chúng ta là vùng ám và màu highlight là vùng sáng. Thì ở bên vùng tối này mình sẽ chọn cái phần màu xanh chẳng hạn vậy, hoặc là phần hơi màu cam. À, màu cam hơi sáng sáng chút xíu đi. Đó, kiểu thế. Phần này thì mình sẽ cho nó ám màu xanh. Bởi vì tí nữa phần màu trời mình sẽ để nó ám màu xanh. Phần ám màu xanh thì mình sẽ để thấp thấp xuống. Đó, tầm này. Đó, và ok. Rồi, ở đây thì mình sẽ để là overlay hoặc là soft light đi. Soft light mình cảm thấy nó khá là ổn. Rồi, mình giảm cái opacity của mình đi một chút xíu. Đó. Tạm tạm rồi ha. Rồi, tiếp theo là phần bầu trời đây. À, như các bạn thể thấy là ở bên poster của họ thì cái phần bầu trời này nó không phải là màu xanh xanh blue mà nó hơi kiểu cyan chút xíu. Thì mình cũng sẽ chuyển thành cyan. Rồi. Ở đây. À, chọn mình sẽ tạo cái hue saturation ha, hue saturation. À, và ở đây mình sẽ chọn cái phần kênh của mình, cái phần kênh mình chọn này nó sẽ là phần blue ha. Mình mở rộng cái này ra chút xíu, mở rộng kéo cái bên này luôn. Để mình ảnh hưởng với những cái vùng blue này, mình thay đổi những cái khu vực này, các bạn có thể thấy là nó sẽ thay đổi cái phần màu của chúng ta nè. Đó, mình sẽ chuyển nó qua phần cyan, qua qua phần green chẳng hạn vậy. Mình có thể tăng giảm sáng đi tùy các bạn, mình sẽ tăng lên và giảm sáng cho nó tối lại chút xíu kiểu thế. Rồi, và đây là trước và sau khi chúng ta chỉnh cái hue saturation thì các bạn sẽ thấy nó khá là ổn đúng không? Đó, rồi. Thì đây cái phần bầu trời của chúng ta mình tạm thời gọi là có thể là xong rồi đó. Thì mình sẽ tắt cái layer bầu trời đi, cái stop bầu trời đi, vì mình cảm thấy khá ok rồi. Bây giờ mình sẽ Ctrl S để mình lưu lại phát. Hồi nãy giờ mình lưu một lần rồi, bây giờ mình lưu cái nữa ha. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng một cái stop của Ken Kaka để mình làm cái phần người ở trên. Tất nhiên là này không đúng concept bởi vì người mẫu ở đây, nhưng mà bởi vì mình tìm trong cái bộ sưu tập của cái hình này á thì lại không có hình nào chụp không có nón, bởi vì kéo cái nón lên mà hình để hình lớn thì nó hơi kỳ. Cho nên đây mình sẽ sử dụng stop của bạn Kiên KK nhé. Shadow thì bởi vì tí nữa mình để nó lớn á, cho nên là mình kéo shadow lên chút xíu. Highlight mình giảm xuống, white mình cũng sẽ giảm xuống chút xíu. Temperature thì các bạn có thể để như nào đó thoải mái, như để mình để tầm này đi ha. Có thể là mặt mình sẽ cho sáng hơn chút xíu. Contrast về không nè, những cái khác kiểu thế. Rồi. Phần mặt mình sẽ cho sáng lên chút xíu. Đó. Và mình click Open Image thì mình sẽ có cái hình để chúng ta cách tắt cái phần người ra, giống như này nè ha. Ở đây thì chụp người ta chụp là có cả ánh sáng rồi, người ta set up ngay từ đầu rồi cho nên nó sẽ tất nhiên là chỉn chu hơn mình. Còn như đây là mình sẽ chọn bâng quơ thôi, cũng không cần phải gọi là gì khó khăn lắm. Mình sẽ sử dụng Quick Selection Tool. Những CC 018 trở lên thì nó có cái Select Subject này, thì mình sẽ click một cái thôi để nó chọn toàn bộ vùng người cho mình ha. Khá là đơn giản như này thôi ha. Sau đó mình sẽ sử dụng Select and Mask để mình chỉnh lại một chút xíu về phần người của mình sao cho nó đó. Mình sẽ sử dụng cái công cụ thứ hai, mình sẽ bôi lên phần người một chút xíu thôi, phần viền tóc để cho nó mềm mượt lại đó, kiểu thế thì nó khá là ok rồi ha. Đó, khá là ổn ha. Ở đây thì mình sẽ contrast, feather, smooth các thứ rồi. Đó, ok, và mình sẽ click ok để mình có một cái layer mới là cái hình phần người như này. Ở trên này các bạn thể thấy là chúng ta đang bị dư thừa như này, thì tí nữa mình sẽ kéo qua đây luôn. Mình sẽ kéo hẳn qua đây rồi mình sửa lại cái phần layer mask sau ha. Rồi, Ctrl T và mình sẽ phóng to lên chút xíu. Tầm này đi. Enter cái. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa lại ở phần 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 ở trên đầu của mình, trên đầu phần người mẫu của mình sẽ sử dụng cái brush màu đen, mình sẽ bôi lên trên phần đầu này để mình chỉ giữ lại cái phần tóc thôi. Nhưng là như mình nói đó, ở đây thì mình làm bâng quơ chút xíu để cho anh em dễ hình dung lại cách làm thôi.
Nhưng mà gọi đại khái là cái kết quả nó cũng phải tạm gọi là chấp nhận được ha. Rồi ok thì đây là xong phần người của chúng ta. Mình sẽ để ở cái vị trí nào đó cho nó ok, ví dụ mình để đây chẳng hạn vậy, hơi cao lên chút xíu. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ qua phần layer mask nè, sử dụng cái gradient tool mình kéo từ dưới lên ha, kéo từ dưới lên để cho nó không có dính vào phần này thôi. Đó, tầm thế. Rồi, sử dụng cái brush màu đen ha, lớn lên chút xíu, lớn mạnh dạn lớn hơn lên. Đó, như vậy mình cảm thấy vẫn chưa đủ cho lắm thì mình sẽ phóng to lên hơn nữa này. Đó, kiểu thế. Ok ha. Rồi. Mình sẽ Ctrl S lưu lại một phát bởi vì ở đây chúng ta đang làm kích thước rất là lớn. Hình như hình này thì hồi nãy mình phóng to lên thì có thể là nó đang là kích thước tới 6K lận, 5600 với 300 pixel trên inch, nó khá là lớn và để cho in luôn á. Rồi. Thì mình cảm thấy khá là ổn rồi, nhưng mà đây có thể là mình sẽ kéo lên chút xíu bởi vì mình đang cảm thấy đang ảnh hưởng vào cái phần cái cây nhiều quá. Mình có thể sử dụng cái brush này để mình bôi nhẹ vào khu vực này để nó không bị ảnh hưởng với cái cây. Rồi. Với cái này thì mình có thể xử lý da gọn gàng chút xíu thì mình sẽ vào filter, chọn image genomic và chọn portrait. Mình xử lý nhanh thôi, cũng không cần phải gọi là quá khó khăn hay là xử lý quá chi tiết gì cả. Mình làm nhanh thôi thì tất nhiên hình của các bạn thì các bạn xử lý có thể kỹ hơn mình một chút xíu. Đó, mình làm nhanh, mình chọn smoothing normal và mình chọn tất cả là normal luôn để mặc định và mình click ok. Thì nó có xử lý da một chút xíu rồi. Đó, để cho cái phần mềm nó chạy và nó sẽ xử lý da như thế này. Khá là gọn đúng không? Mình có thể Ctrl Shift F, phím F á, fuck á, kiểu thế. Ctrl Shift F edit. Chúng ta bị mất cái đó rồi. Ok, kệ đi. Rồi. Không cần Ctrl Shift F nhé, mình bỏ qua giai đoạn đó đi để mình đại khái mình muốn giảm bớt cái opacity của cái phần image nomic thôi, nhưng mà mình cảm thấy vậy cũng gọi là tạm ổn rồi. Hình như là cái này có một cái vùng mà chờ này mình không biết ở đâu, hình như là của cái cây. Mình quay trở lại layer mask cái cây ha, sử dụng cái brush màu đen để mình bôi cái phần xóa cái phần dư thừa này đi. Đó, ok, đó thì nó ra như vậy. Thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp tục mình gradient map. Mình click chuột phải layer mask của cái gradient map và chọn là create clipping mask đây, create clipping mask này. Đó, rồi. Ở đây thì mình cũng sẽ làm tương tự như hồi nãy. Mình có thể để cái phần phía background này là hơi màu xanh lá cây hay là màu vàng gì đó. Như đây mình để màu vàng đi, hơi tối một chút xíu. Rồi. Phần highlight thì mình để phần màu xanh da trời, hơi da trời một chút xíu để thấp thấp thôi. Có thể để ra ngoài đi xíu cho nó nhẹ. Đó, mình click ok. Ở đây thì mình sẽ để qua là soft light chẳng hạn vậy để cho nó nhẹ đi chút xíu. Rồi. Khá là ổn đúng không? Tiếp tục thì mình có thể tạo một cái layer contrast bởi vì mình đang cảm thấy cái phần highlight, cái phần tối nó nhiều quá, nó sáng quá cho nên là mình sẽ tạo cái curve chẳng hạn vậy. Chọn layer curve, tăng sáng lên chút xíu. Đó, tăng sáng lên chút xíu. Và layer curve này thì mình chỉ muốn chỉnh vào cái phần tóc nó bị tối ở đây thôi. Mình sẽ Ctrl Y ngắn đó. Sử dụng brush màu trắng và mình bôi vào phần 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 tóc bị tối này. Đó, đơn giản vậy thôi. Nãy giờ các bạn còn theo kịp không? Ctrl S. Không biết các bạn còn theo kịp không ta? Nếu nếu không theo kịp thì các bạn back lại chút xíu. Thì bởi vì những cái stop này mình có để ở dưới đó, thì anh em có thể làm gọn gàng lại ha, làm cho nó chậm chậm lại kiểu thế. Có thể pause để thực hành từng bước. Nó hơi khó chút xíu thì anh em thông cảm nhé. Bởi vì nói gì nói cũng khá là khó mà. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn lại cái layer người này và mình giảm opacity đi chút xíu thôi, chỉ một tí xíu thôi nhá. Ví dụ như là 85% để 95% kiểu thế. Rồi. Mình cảm như vậy là thấy là ok rồi. Thì bây giờ anh em có thể làm thêm những cái typo ví dụ như là mắt biếc hay là như thế nào đó thì poster credit mình có thể lên Google mình search poster credit kiểu như này nè. Đó, mình paste vô. Rồi, Ctrl Y cái để đảo ngược màu lại ha. Mình sẽ để nó ra ngoài. Ơi, nó bị mất rồi. Rồi, vô đây, vô đây, rồi, ha. Rồi, đây là cái của ông ta. Mình có thể thu gom gom cái phần này lại để cho nó dễ. Mình chọn những cái phần người ha, Ctrl G cái, đó đây là người này. Còn đây sẽ là cái background này. Đó, ok ha, đây là cái phần nền ở dưới, đây là phần người. Đó, kiểu thế. Rồi,
Mình sẽ thay bộ cái chữ mắt biếc, mình bắt 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 chước cái chữ mắt biếc này coi. Một bộ phim của Victor Vũ mắt biếc, cái phòng này thì mình không biết nó là cái phòng gì. Không biết là phòng gì nhưng mà thôi kệ. À, chữ này là chữ màu vàng thôi kệ. Rồi mình cứ để chữ màu trắng đi cho nó dễ. Hoặc là đây, mình để chữ mắt biếc. Mình đang sử dụng phông là Monster Red, hình như là phông này luôn đúng không anh em? hình như là phông này luôn đó, hình như là phông này luôn. Ok rồi, khá là ổn, có thể là mình phát hiện ra cái phông mắt biếc rồi. Ơi, mình sẽ gom gom lại lại. À, mình sẽ tăng kích thước lên trước đã. Mình sẽ tăng kích thước lên trước đã. Ctrl T này, tăng lên. Đó, mắt biếc chẳng hạn vậy. Rồi. Ở đây mình sẽ muốn cho cái chữ ở dưới này nó bằng với lại cái chữ mắt biếc, thước để vô cho xíu đó rồi. Kích thước so với lại chữ ở trên mình kéo lên đó, khá là ổn đúng không, khá ổn đúng không? Hình như là extra light đây, hình như chính xác là cái phòng này luôn này đó, kiểu thế rồi. Thu nhỏ lại tí xíu đi. Rồi, gì rồi? Extra lại, mình sẽ để là bold hoặc regular, regular rồi. Một, đó rồi mình đang để là, đây đây đây, đó. Một tutorial của HP Photoshop. Biết bác Victor Vũ mà nhìn thấy cái này thì có giận mình hay không, mình kiểu chiếm chiếm spotlight của bác. Ok không sao đâu, nói vậy thôi, đời nào bác Vũ mà coi mấy cái tút nhèm nhèm rảnh rảnh như vậy đâu. Rồi ha, mình sẽ để như vậy, thu nhỏ lại chút xíu để cho nó bằng với cái chữ mắt biếc này chẳng hạn vậy. Rồi, giảm opacity đi tí, rồi kiểu thế ha, khá là gọn gàng thôi. Mình S lại cái nữa thì đây các bạn có thể làm thêm ở những cái bước làm sao để cho nó ám cái phần màu cam lên chẳng hạn vậy thì tùy anh em, hoặc là ám phần màu xanh lá cây hay là như nào đó tùy. Thoải mái về phần gọi là chúng ta chỉnh sửa, ví dụ như đây phần bầu trời mình muốn cho nó tối lại chút xíu nữa chẳng hạn vậy, mình có thể quay lại cái phần bầu trời này. Đâu rồi, phần bầu trời đây đúng không, click đôi vào đây. Phần cyan thì vậy đó, cyan. À, blue chứ. Rồi, mình có thể giảm đi hoặc là chuyển hẳn nó sang màu xanh lá cây như thế này chẳng hạn vậy, nó sẽ đẹp hơn. Tăng saturation này lên, giảm lightness đi để cho nó gọn hơn. Đó, kiểu thế. Rồi, có thể là mình sẽ tổng ám lên một cái phần màu cam nữa chẳng hạn vậy thì tùy các bạn nha. Ở đây thì mình hoàn toàn không có bị gọi là kiềm chế chân của các bạn để chúng ta chỉnh hình hay là như nào cả. Đó thì có thể đây sẽ là kết quả cuối cùng của mình, có thể là đẹp hơn là cái hình demo lúc đầu của mình hồi nãy rồi đó. À, thì đó là toàn bộ về video này, khá là khó đúng không, nãy giờ mình không biết là bao nhiêu phút rồi. Thì đó là một cái cách để chúng ta tạo cái poster kiểu như này. Hình này cái style này các bạn có thể làm cái hình hình cưới hoặc là hình concept cho khách hàng cũng sẽ rất là ok, bởi vì theo trend mắt biết mà, phim mà ha, phim này kiểu gì cũng nổi tiếng, ít nhất trong khoảng cỡ nửa năm tới anh em có thể làm thoải mái cho khách hàng của mình ha. Thì đó là toàn bộ video, nếu như anh em thích video này đừng quên like và share cho bạn bè cùng biết, tag bạn bè ở những cái comment. À, một cách ủng hộ đơn giản là anh em có thể vô những cái post mà mình post lên những cái group á và comment vào đó để gọi là đẩy bài mình lên và ủng hộ mình tốt hơn ha. Mình cảm ơn anh em và mình rất là cảm ơn những cái ủng hộ của anh em theo cách đó ha. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ qua bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Mình là Phúc từ HP Frozen.com.